Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tính đang có mặt tại đây là Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, quý vị đang đến thăm một cái hoàn cảnh rất đáng thương của có người nhờ giúp. Cái hoàn cảnh này thì mẹ cô bé đã mất từ lâu, rồi cha cô bé trong khoảng gần một tháng gần đây cũng bị cái tai nạn giao thông và qua đời. Thì hai bé sống trong căn nhà này không còn cha mẹ nữa, cho nên là chỉ còn chú bác cô dì này kia được thôi. Cho nên là mọi người ở đây mới nhờ anh em đến để tìm hiểu để coi có cái phương án hướng mà giúp đỡ như thế nào. Giờ xin mời quý vị vào trong để xem câu chuyện như thế nào quý vị. Ngày hai này nó ở đây, còn đêm thì tôi kêu hai này gì dưới sợ giông gió rồi mưa gió rồi còn nhỏ không cho ở này. Như là căn nhà này là căn nhà của cha mẹ của cháu lúc trước. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh là bác hả? Bác ruột hả? Dạ. Rồi khi mà ba mất vì tai nạn. Tai nạn tôi đứng ra là làm giấy chính quyền là mổ xẻ thằng em, là giờ giấy tờ giờ trách nhiệm phận của tôi không. À. Dạ. Nhưng mà khi là ba hai bé mất vì tai nạn giao thông á. Dạ. Là từ đó về sau á là hai bé ở đây mà bằng đêm nó xuống dưới à, ban ngày thì ở đây. Dạ dạ. Vậy là ban ngày là con cơm nước là tự hai anh em tự lo ha. Dạ. Dạ. Ở đây đốt nhang nha cha, ban đêm gì dưới nữa. À, con bao nhiêu tuổi? Con 16 tuổi. Trong giấy 15 cái gì á? Giấy 15 à. Bỏ làm giấy đó 15 à, nhỏ là 13. 13. Con dạ. Giới thiệu tên cho mọi người biết con. Dạ con tên Nguyễn Trung Nghĩa. Em con Nguyễn Minh Toàn. Nguyễn Minh Toàn. Nguyễn Minh Toàn. Học lớp mấy? Anh học lớp mấy, em học lớp mấy? Con học lớp 8 luôn ạ. À, con... Em con thì lớp 3. À, hiện tại gì đi học ha. Em con nghỉ. Bây giờ mẹ nghỉ luôn rồi. Mẹ nó chết rồi nghỉ. Nghỉ lâu rồi, nghỉ học lâu. Lúc mấy mà nghỉ? Bệnh nặng rồi, ba đuổi giò nữa. Hai chị là người thân sao mà xúc động rồi. Lại nó ngồi. Thôi vậy đi. Vô đây luôn đi. Xúc động quá vậy. Này cháu. Cái người ơi. Chị giới thiệu là chị sao của cháu à? Chị bắt buộc. Chị bắt buộc. Còn cái chị kế bên. Tôi là cô ruột. Cô ruột. Chính. Dạ. Cũng may là ở đây còn có người thân xung quanh. Mà không, cô với bác nếu mà ở đây là hai anh em đó cô kia ở đây không có dòng họ, không có dòng họ bên ngoại, ngoại quá già lắm. Là ở ở đây như người dân luôn. Vậy là mấy cô bác cô với bác ở đâu xa không? Nằm ở dưới kinh 15 dưới. Cách đây bao nhiêu xa? Đây dưới khoảng 5 6 cây số. Dạ. Ủa gì? Ông bà nội con ở đâu? Nội chết rồi. Nội con ở dưới kinh 13 mà ông bà nội con mất lâu rồi, mất luôn rồi. À mất năm nay cũng chưa 8 9 năm. Dạ. Ba con mất vì tai nạn giao thông này bao nhiêu ngày rồi? Bữa 25/2, bữa nay 20 mấy không biết 28. Mất ngày 15 tháng 4. Bữa 25. Anh kể lại sơ lược về cái câu chuyện cha bé bị tai nạn như thế nào. À thằng em trên đoạn đường đi ở đây xuống dưới đất Bình Kiều thì dọ xuống về Tiền Giang. Mà chuyến xe ở đây từ đi xuống Tiền Giang đó, mà đi dọ làm mấy cắt á, hồi trước thằng em có làm mấy cắt. Rồi ở trên này mà nó cắt kiểu mà máy hư hoài nó xuống dưới dọ là hai cha con đi đường đi làm mà thằng này đi hứng lúa cũng bao nhiêu nữa. Rồi cha nó chiều ăn cơm mới đi xuống dưới rồi tới mà đất Bình Kiều là hai nhỏ học sinh lớp 12 á. Nó băng qua đường, cùng đường đi, nó băng nghịch đường là thằng em nó đá cái, ngay cái đít xe là nó chết tại chỗ, chấn thương cho não. Tại xã đất Bình Kiều. Cũng nằm gì Đồng Tháp mà quyền Tháp Mười. Rồi cái khi anh mất rồi cái hướng xử lý đền bù sao bên kia nó có trách nhiệm gì không? Giờ công an giờ nó còn bên pháp y đã chuyển về ở dưới quyền Tháp Mười. Còn bên cảnh sát điều tra bên anh Thương đó. Yeah. Anh nói để ấy đây nó liên hệ tới đó mà giải quyết. Rồi điểm nhất là đầu tiên là mà chở cái xác gì là được có 10 triệu bạc. Yeah. Rồi sau này á lên rồi kêu đưa 10 triệu mà bên ngoại nó không thống nhất. Nói giờ hai đứa nhỏ này còn quá nhỏ mà cái mai táng là trên 20 triệu. Rồi giờ hai quãng đường hai đứa này đời sau này giờ sao? Rồi không thống nhất để tổng tài đưa ra chính quyền. Ai đưa mình 10 triệu? Ở dưới cái gia đình mình hai đứa học sinh. Hai bé học sinh. 8 tuổi rồi. Mà hai bé đó có bị gì không anh? À chạy cụa sơ sơ không có gì trơn. À. Xui quá bên kia chạy sơ sơ mà đây đi luôn. Chết tại chỗ không ai hư chứ. Vậy anh xui dữ lắm rồi. Có nghĩa là té khi tai nạn thì nó không có mạnh lắm nhưng đúng mà anh rồi. Xui anh bị đập cái tư thế nào đó. Đập chấn thương não là nào hư não cho ngay. Mình chắc có đội nón bảo hiểm chứ hơn. Đội nón bảo hiểm mà nước qua dặn ngoài. Rồi. Lúc đó là ảnh mất là ảnh đi một mình hay là có chở đi một mình một? Một mình. Dạ. Bắt 6 giờ rưỡi chiều. Dạ. Khi nãy nói là đi làm máy cắt có nghĩa là đi làm thuê cho máy cắt người ta hay là mà đi xuống dưới vỏ thôi. Nhưng mà làm thuê hay làm chủ? Đi bằng mướn.
À đi mượn lúa đi, đi, đi cậu lúa là vậy đó ha. Dạ, dạ. À, đi hứng lúa. Dạ hứng lúa cậu lúa rồi đó. Dạ. Cha hai đứa bé này nhiêu tuổi anh? Nó là trong giấy là 50, ở ngoài 52, nó tuổi tí. À, hiện cũng lớn tuổi á. Có dạ dạ. Dạ được rồi, nói vậy được anh. Được anh, dạ. Còn mẹ bé mất lâu chưa? Mất dắt năm rồi. À dắt năm. Dạ. Em có nghe nói là mẹ bé có bị tật gì hết? Tật hai cái giò đi không được, dạ. Đi là bò không. Như vậy mẹ bé bất là do cái lý do gì? Bị khô não là chết tại Cần Thơ. À là cũng bệnh ha? Dạ, bị dạ. Khô não cũng bị cũng 2 năm. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ cuộc sống của hai bé như thế nào anh? Bây giờ tao chúc ai có cho là được nhiêu sống vậy thôi. Bây giờ còn nhỏ cũng là mướn cũng bắt bền, không ai mướn. Bây giờ hai đứa trẻ này nghỉ học hết á? Nghỉ học. Tại mẹ đã mắc rồi, giờ không có đồng tiền mà chay chở mình đi tới hay trường học. Như vậy gia đình cháu có ruộng đất gì không anh? Không. Không có luôn. Ở đây là ngoại cho miếng khu cư ở mà dạ. Vậy thôi. Khu cư mà cũng làm bằng sàn chứ không có lên cái nền dạ, này nổi ha. Ở đây nền này thấp quá, lên sâu. Cái nền này cũng dạ, dạ. Nhiều tiền. Dạ. Nhà nước cũng cho. Nhà nước cho tiền các nhà ha. Dạ. À, đây là căn nhà của tình thương của nhà nước cho tặng. Dạ. Được cái nền là nền của nhà ha anh ha. Cái nền là nền ngoại, ngoại cho. Nền ngoại cho. Dạ. Rồi cái nhà này thì nhà tình thương các cho. Dạ. Rồi sau đó thấy sao thấy lũ lũng gì ta? Vậy chưa có nhà cầu nhà ổng gì chứ. Dạ, để lát cho chồng coi. Rồi cơm nước là con nấu cho em ăn hả? Dạ con nấu cho em con. À, con cũng biết nấu cơm ha. Dạ. Biết đi làm chắc đỡ. Rồi hiện tại giờ con có làm gì ra tiền không hay là chỉ ở nhà vậy thôi? Dạ con làm mấy cấp mà bữa làm bữa không. Làm thì em còn hứng lúa rồi đấy. Cũng giỏi đó chứ. Hứng lúa rồi chứ. Chứ mà không biết làm gì được cổ nữa. Vụ. Theo vụ. Có tới mùa mới làm được. Nhỏ nhẹ là đi cổ lúa không nổi. Bây giờ không làm sao sống. Chỉ hứng thôi chứ còn không nổi hứng, đâu. Hứng lúa. Hứng rồi chứ. Nó nhất nhà. Rồi nhỏ bị xiển nữa. Trời trời khổ. Bây giờ không làm sao sống thì phải bắt buộc mình phải lấy ra cái công sức mình phải làm. Nói chung biết lao động là cũng quý rồi. Nhưng mà từ lúc ba mẹ cũng mất. Làm theo khả năng thôi. Con ngủ nằm mơ hai em có thấy gì không? Không thấy gì luôn. Làm miếng nước. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh. Căn nhà này nhà nước cho mình bao lâu rồi vậy con? Dạ mấy năm. Mấy năm rồi ha? Cho cũng 10 năm. Có để ra đây nè, để cái bảng. Anh ngồi gần bé xíu thôi. 7 năm à. Ba là làm dấu đó. Ngày 4 tháng 7. Đúng rồi, ngày 4 tháng 7 2016. Có ghi viết phấn lên luôn hả? Ba làm dấu. Kỹ lắm, nó bằng nhiều kỹ lắm. À, viết lên cũng như là để ghi nhớ ha. Ghi ông Sài Tăng Giang bị ống thì 7 năm. Cha bé thì chắc lúc trước cũng lao động giỏi ha. À tôi mần mướn dữ lắm. Dạ. Nó mần mướn mà ngay giờ nó có tật nữa. Rồi à, võ tật nữa. Dạ có tật. Rồi cái bụng là hồi trước á, gia đình của tôi á dạ. Cũng nghèo khổ rồi cũng lãnh trâu mướn gầy trâu ở xóm người ta chém nữa, đỡ mổ từ đây xuống đây. Trời ơi. Rồi đứt tóc gan nữa. Trời ơi. Dạ. Bị gì tùm lum chứ. Cũng bị nhiều cái giai đoạn đó. Dạ. Cũng khổ lắm. Như vậy là bình thường là hai cháu ban ngày ở đây. Dạ, rồi dạ. Mấy giờ đi dưới? Có chắc khoảng 5 6 giờ đi dưới. 5 6 giờ rồi hai cháu đi dưới bằng gì? Được anh, được anh. Quạt nó hả? Đi bằng gì con? Cũng ra đi bằng xe, có xe cũ á. À. Xe cũ tôi bán lại nó mấy triệu bạc rồi đi lên tới luôn. Trời ơi còn nhỏ quá chạy xe cũng không tốt nữa. Như vậy chạy xe ra cũng tốt đâu con, tuổi mình còn nhỏ. Có khi chưa có bằng. Vì sao mình thấy còn nhỏ mà tại mình chạy bướm thôi, cái tuổi nó đã đâu được lực giao thông đâu cần đi xe. Thì cũng khơi cỡ giờ khi tôi cũng đi mắc màng thì con cháu là cỡ chạy. Có nghĩa là gia đình mình sắp xếp là hai cháu còn nhỏ không dám cho ở đây. Dạ dạ. Bằng đêm thì tối là phải kêu về dưới. Dạ dạ. 5 giờ là làm mà nó đi dưới đó. Dạ. Mà sáng ngày mà như vậy là hai cháu chắc cũng ngoan á anh. Dạ. Nó nghe lại chưa hả? Dạ. Chứ nếu bình thường không ngoan thì kêu xuống dưới chắc cũng khó xuống à. Dạ. Ở đây tự do. Nhỏ này con có ham học không? Không hả? Nó đọc chữ không được. Đi hành lớp 3 mà. Không, lớp 2 mà nó không đọc chữ. Nó mù quá à. Nó khờ. Sao mà không học, không chịu học con? Lanh lẹ như người ta. Không được lanh lẹ ha. Dạ. Thứ hai nó mẹ nó ấy rồi mà quần áo của bạn nó có mấy đồ dính da. Nói chung là hồi xưa nè, hồi xưa đi học nè là có thường ăn trứng vịt không? Có, nó trời rồi. Không có ăn trứng vịt của cô giáo á. Có không, có ăn trứng vịt không mà không chịu học. Học yếu thì chắc hay chắc. Vậy là chắc chắn. Ăn vịt kho chiên kho thêm mà. Ừ, mình hỏi hộp vịt này dính hộp vịt kia. Thật ra dính ăn cho biết hộp vịt mà. Vậy hả? Kìa, sao thịt ngon mà không ăn? Ăn vịt nạc mấy miếng gì đó.
Hỏi có ý khác vậy chứ không phải ý học dịch. Rồi thì lỡ qua đây cho qua luôn đi. Vậy là hồi xưa con học cái giỏi không? Không giỏi. Không có giỏi hơn mày, không có ba không biết đọc ra. Ừ. Bởi vậy vậy là có nghĩa cũng trí não cũng hơi kém kém ha. Vừa nãy bác chia sẻ thì ngoại ở đây gần nhưng mà ngoại già. Già tám mấy tuổi rồi. Dạ. Cũng như không có lo gì cho hai cháu được nhiều. Bệnh ốm đau. Dạ. Rồi con xong thì lớn dữ vậy thôi. Ông bà nội thì lại mất. Ông nội bà nội. Dạ. Giờ hai cháu chỉ tá túc với cô dì chú được không? Ngày cha còn sống ở đây. Dạ. Rồi từ ngày cha bị tai nạn ra giờ thì bằng ngày ở đây thắp nhang. Rồi tôi cũng lên xuống nữa. Dạ. Rồi chiều khoảng 5-6 giờ phải về dưới ở. Vậy chắc là hai cái hình đó, hai bàn thờ đó là của cha với mẹ phải không ạ? À, cái này của mẹ là cha. À, chưa được nhập vô hả? Chưa. Yeah. Mới hơn tháng mấy ngày à. Ừ, tội nghiệp cha quá, cha nằm thấp quá vậy. Không có bàn thờ, không tìm bàn thờ mà. Dạ. Đặt kêu chung không được, mà nói để giúp năm được. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tội quá, thấy cha ngồi tốt chứ. Không có tiền luôn. Dạ. Bữa hổm đi hàng sinh luôn á, hàng sinh luôn á. Hàng từ thiện luôn. Hàng người ta cho hàng được cũng đồ trên 8 triệu đám lớn. Dạ. Nghĩ là ma mà buồn ghê, không ai không mua được cái thịt heo mà không ăn hết. Ủa gì? Không ngủ hả? Thấy người ta là ít người phải không? Thấy cái hoàn cảnh như vậy là ăn uống gì nổi, ăn uống dễ hiểu mà. Với lại cũng như ít người quá. Giống như bây giờ hai đứa bé như vậy rồi ba nó mất vậy đó. Ăn không được. Rồi ta lỡ đó, ta cúng chiến rồi. Ta lỡ uống gì nổi. Sự người ta khóc vậy thôi. Với lại cũng như người ta ăn cái sợ tốn kém cho mình nữa. Dạ đúng rồi. Chúng ta cũng nghĩ cho mình thì cứ như giờ hai đứa trẻ nó chỉ nhờ vào cô dì chú bác à, giờ cái ông bà cũng như không sớm cũng như không còn gì nữa rồi đó, ăn lỡ cho đồ ăn đó rồi gà. Yeah. Nói chung là hai bé cũng không may mà gặp cha với mẹ đã qua đời khi còn nhỏ tuổi quá, tuổi còn nhỏ mà cha mẹ nó được may mắn vậy thôi. Yeah. Cũng may là có sự quan tâm của mấy mấy cô với mấy bác chứ không thôi là cũng khó ha. Cũng vất vả không phải. Có cô cũng một hai người cũng đỡ. Nhà chẳng dễ không ai luôn. Có ở đây ngoài ra ở đây là không cần hỏi với ai. Dạ. Dạ người dân. Người bé này. Là con tên gì? Chú Quỳnh. Nguyễn Trọng Nghĩa. Dạ. Bây giờ 15 tuổi phải không? Dạ. Nếu như có cái ước mơ mà con học cái nghề gì đó, con ước mơ nghề học nghề gì? Muốn học nghề gì á? Đó giờ cũng không nghĩ đến ha. Dạ. Ừ. Vậy là các con nghĩ không không dám nghĩ đến phải không? Dạ. Nếu như mà có được một ước mơ mà học ước mơ đó là học nghề thì con muốn học cái nghề gì? Muốn người ta cho là học. Không nghĩ rồi. Nghĩ học nói chung là chưa. Có nghĩa là không có điều kiện xong rồi không dám nghĩ đến, rồi bây giờ không có định hướng luôn. Không có tiền đó mẹ, không giờ không muốn người ta giúp đỡ con. Nếu tôi mà nếu giống như trò mà thằng cháu này, nếu mà tôi có tiền là đưa nó học cái nghề sửa xe là cho nó tạo cuộc sống nó. Nhưng quan trọng nó có chịu học hay không anh. Cái nghề gì mà nó thích mới được. Nó thích mới được chứ bây giờ mình ép nó cũng không được. Dạ dạ đúng rồi. Nó yêu nghề mới được. Nói ví dụ vậy thôi. Ờ con nghĩ đi. Nó yêu nghề mới được. Yêu gì tùy con. Tại vì đừng chỉ yêu con gái bên kia nghe chết luôn á. Nó khi mới gần đây là mới lớn lên đã đi mà muốn với cha rồi. Dạ. Cho nên trong đầu nó cứ nghĩ đi là nay thì nghĩ là đi làm vậy thôi. Mà mời kinh lúa ở đâu đó. Ra đâu lấy tiền người ta. Cho nên là trong ký ức trong đầu nó. Dạ. Không nghĩ tới cái chuyện xa xôi hơn. Chứ tới được tuổi học mà. Dạ. Nhưng mà đi làm mướn thì coi như không dám nghĩ đó. Tuổi cháu mà mướn quá sớm rồi. Tuổi con người ta lớn là không bao giờ. Dạ đang học chứ. Con mừng từ lúc con mấy tuổi? Con mừng năm mấy? 14 tuổi là con đã đi mần mà thêm. Năm mấy là 14 tuổi. Còn sớm quá. Đánh nước á, đánh nước. À, đánh nước chứ mà dạ. 35 quá. Vô thùng rồi. À. Còn nghiệp cái tuổi này tuổi ăn tuổi học. Ngày được nhiêu con trăm mấy. Ừ. Con nghe ai mướn gì làm đó. Dạ, dạ. Mướn vào ai mướn gì có thì là sẵn được. Ai gì không bằng ai, nhậm lúa gì im đó. Nhậm lúa luôn. Nhậm lúa luôn. Tao nói nó khổ rồi cái gì cũng làm có tiền là cứ là còn gán mượn chứ sao vậy mà nghe nó dùm chai nhỏ mạ nó dở hơn sao mà dùm lúa chị im mà khen nó dùm lúa nhỏ mạ dở. Ví dụ như bây giờ nói thật ra bây giờ bà con cô bác hàng xóm hay là ruột thịt mình thì giúp cho con cũng phần nào thôi, bây giờ con phải có cái nghề để lo cho cuộc sống của con cũng như là nuôi em ha. Con muốn làm cái gì? Con định học nghề sửa xe. Học nghề sửa xe. Con học nghề sửa xe thì nếu như học nghề sửa xe thì bây giờ hiện tại là gia đình mình đang khổ đó, bây giờ phải lo cho em cái nữa rồi mình mới học được cái nghề. Cái vụ này con có công việc gì làm không? Dạ chơi có công việc
Hiện tại bây giờ là hết vụ lúa rồi ha. À, còn bé trai này chắc đâu có làm gì được tại còn nhỏ quá. Quá nhỏ. À, đã nói nhiêu tuổi quên này, bé trai nhỏ. 13. 13 tuổi hả? 13 tuổi. Ờ hả? Nó không có lanh lẹ được như con hỏi thăm quay con đi qua cho xỉu qua xỉu vậy thôi. Mày chạy đó là chạy lên tới đảo gì về đây. Mẹ là khờ. Lây truyền. Ai khờ? Ai khờ? Mẹ hả? Nói chung là mẹ bé lúc cuộc sống cũng hơi khờ hả chị? Dạ dạ dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ còn nương. Vậy là như bị cái gen hả? Ừ, có gen này. Dạ dạ dạ. 13 tuổi rồi có gì lớn chứ. Còn mà dính dáng thằng này nó kiểu nấy à. Kiểu con dẫn mấy chú thăm cái nhà sau con được không? Dạ. Dẫn mấy chú vô. Có ai trầm trầm bắt đèn. Vậy đó cái nhà con lẫm không có trái miếng gì chăng? Vậy thấy đó là cùng á. Cái tủ này lủng lỗ hả? Ừ. Là mùa nắng nóng. Cái tủ trong lõm không có gì chăng? Không có gì sàn. Cái này thì vậy mà đó ta cho. Ở nhà có dặn lo luôn. Lo ta gửi. Người ta gửi mấy người ta cho mấy cái này nè, người ta mua ba cái siêu mỏng á. Có nghĩa là cái này để gia đình thôi chứ đâu có đi làm thuê được hả? Kiểu người ta cho cha nó hát ca hàng ngày chơi mà giờ hư rồi không. Ủa ai mà tốt dữ vậy? Hát rồi mua. Không, con này hư rồi. Cho truyền hình đó. Cái ông bá ở truyền hình này thì truyền hình xưa. Đây, cho này luôn. Nhân bá cho rồi. Nhân bá cho. Ông sửa truyền hình đó cho. Chung thì như là đóng dữ. Không không có phòng ngủ anh tính. Không. Cái trong đây là cái nhà tắm hả? Tắm. Dạ. Ở đây. Cái phòng tắm ở phòng ngủ hai anh em. À, có được cái nữa. Có bồn cầu hả? Có bồn cầu. Ủa bồn cầu rồi sao xả xuống đâu? À, cái tủ lạnh này sao nằm ngửa vậy? Là để dỡ nắp ra để mình đựng quần áo được không? Dạ, đó. Vậy là đó giờ mới thấy là tủ lạnh đựng quần áo. Tủ lạnh này đựng đồ ngon lắm. Hay hay. Khi mà không còn sử dụng nước uống được nữa đấy, đựng quần áo. Tủ lạnh này đựng quần áo luôn hay chứ? Không thì phát minh này mới nè. Cha béo gì? Làm cho đó quần áo nó lạnh. Đúng rồi, chống 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 hay. Chấm dán nhện rồi nó cắn quần áo này của mẹ. Cái tủ này trong lõng có gì chứ? Nói chung thì chỉ có cái giò này. Chỗ này trong lõng vậy? Bị ra hư cây. Thảm nó hư cây đâu nữa. Ờ dán một khen. Một sao kìa. Đưa ba đi là đưa đường này luôn hả? Dạ đi đường bên kia quá, bên dốc bên kia chứ dốc này đi kia cũng được đâu. Ôi dạ. Ờ, như đây dân cái giọng nằm ha. À, hầm cầu vậy hả? Chuyền cái ống xuống. Có nghĩa là chị bị liệt đó ha, rồi cho nên là phải làm có cái chỗ đặng nghe. Rồi đất này là đất của ai? À, đất của ngoại cho ta thuê. Cho ta thuê chứ không phải là cho ở mà giờ nó khổ quá, lúc vợ nó bệnh đó. À. Để cho người ta mướn mà. Lúc 6:30 ngày 25/3 2023. Cũng dương 52 tuổi. Rồi mẹ mất năm 2022. Ba mẹ con mất, hơn 1 năm chứ gì hả? Hơn 1 năm. 1 năm mấy? Cha mẹ cách nhau. Không có được cái nhà mồ quá. Tháng 3 này nhà gia đình cho ha. Người dân ở ngoài nữa. À. Thấy hoàn cảnh nó sống đây thì ai với người ăn thương chứ. Đúng hiền lắm. Không có biết lòng với ai mà. Giờ cũng bội mà đẹp rồi, có cái che mát này thì cũng ổn cho hai phần mộ được rồi. Chỉ thương là hai đứa bé này thôi. Ngay hồi trước làm cuốn khúc đây nha. Dạ. Rồi mới nó chết rồi mới thêm. Dạ. Thợ là bán có 100 ngàn đó, ăn mấy con trăm ngàn. Cái này thành công hả? Nó ngập nếu nó ngập là phải từ tới đây. Trời, dữ vậy. Dạ. Bị cái vùng này không? Ngày nước tới ngày mùa nước lũ gì đó, cao quá ha. Hai vụ. Dạ đúng rồi đúng rồi. Ở đê bao thì nó không vô. Ờ còn nãy xả. Dạ. Có hai vụ mỗi khi gì nấu cơm gì có cũng ba. Dạ có buổi sáng dưa buổi chiều buổi trưa.
mà thường cúng ba là cúng trai cúng mặn. Rồi mẹ con hình như là hơn một năm là giỗ rồi phải không? Dạ, giỗ rồi mới tới trai. À, vậy là giỗ trong một tháng là con giỗ hai ha. Đúng rồi. Cha mẹ luôn. Trước 22 ngày. Đầu tháng cuối tháng. Đó. Đúng rồi, mẹ con đầu tháng, cha vào cuối tháng. Nổi gân. Làm việc quá sớm rồi. Mà nó đen hơn mình. Chú đi ra nắng mà còn chú còn chú là 4 mấy tuổi người ta chú còn trắng người ta còn nữa không? Một nổi gân hơn nữa. Chú bóng quá mà. Bóng là BD hả? Khi mà ba mất tại Đốc Ninh Kiều phải không? Dạ. Rồi ai điện cho con hay? Công an với điện cho con hay. À. Chắc công an với tờ có theo. Nghĩa là chắc là có số điện thoại. Dạ, có điện thoại. Có điện thoại. Cái điện thoại mình coi trong đó là điện, nhật ký đâu còn chẳng hạn. Điện thoại không có khóa màn hình đó, sẽ có thua luôn rồi. Rồi lúc mà con nghe mà ba bị tai nạn mất, rồi lúc đó con như thế nào? Con khóc rồi chạy về kêu cô Chính với bác Sáu chạy xuống. Ừ. Lúc mà xuống dưới là lúc đó là bà ba có đưa vô bệnh viện không hay là còn nằm ngay cái hiện trường? Dạ ba con người dân đưa vô y tế rồi đòi người nhà xuống rồi mới đi chuyển lên bệnh viện. Ừ. Nhưng mà lúc xuống dưới là ba mất rồi. Dạ. À. Xe cứu mà tháp 10 tính chuyển lên bệnh viện là cuối cùng chết thôi, để nha, tạm xá luôn rồi dưới này. Không, tại chỗ luôn mà. Không, rồi không chuyển đi, xe à. Trên dãnh xuống rồi cũng còn không chuyển đi, bị chết luôn rồi. Tại vì thấy anh tim ngừng đập người ta không chở đi chứ gì. Chết luôn, tại chỗ luôn. Chết ngọt luôn rồi. Tại người ta thấy, người ta thấy thì người ta chở đi. Từ chỗ mà chết đó lại tạm xá có vài trăm thước. Dạ. Rồi mổ tạm xá luôn. Thương cho hai đứa phải chi mà còn mất mẹ thì còn cha. Dạ. Mà ngặt cái cha mẹ mất hết rồi tuổi còn nhỏ quá. Mà cái tuổi trẻ nó giờ có quãng đường dạ. Đi còn xa dữ dằn luôn phải. Mà thêm cái nữa anh lấy kinh tế thay vì ví dụ như mà gia đình khá một chút của già ba con ruộng đi. Dạ. Cho hai đứa nhỏ nó mần cũng có lúa này. Còn này không có gì luôn. Còn coi như là chỉ có cái chỗ ở thôi. Bà ngoại cho ở mà đắt rồi dạ. Đương cho nó mướn. Dạ. Nhờ đúng. Cho nó mướn vậy mới có cao vậy mới làm nền mã được. Dạ. Cũng có xui có hơn. Nếu mà con đi học sửa xe là con phải bỏ em ở nhà rồi. Dạ con định để gửi cho cô Chính con. À. Cô Chính con là ở gần nội ha. Nào, dạ. Cô Chính với Sáu ở gần. Bác Sáu hả? Con thích nghề sửa xe hả? Dạ. Không bây giờ theo ý con luôn, chú hỏi thiệt, ý con muốn học cái nghề gì? Dạ, nãy là do bác nói con là bác nói là con học nghề sửa xe nhưng mà ý con là muốn học nghề gì? Con thì cũng thích sửa xe với rửa xe hai cái đó với đi máy cắt. Ừ. Nếu đi máy cắt là không phải cái nghề. Là đi máy cắt là có đi làm thuê á con, mình không có cái nghề ổn định. Còn ví dụ như con đi học cái nghề sửa xe sau này con thành thợ á. Đó là cái nghề. Cái nghề mình lâu dài. Là cái nghề đó con nuôi cho em con được. Chứ đi máy cắt thì vô mùa cái đó. Một năm ở đây mình làm được mấy mùa lúa anh? À, ba vụ mà máy đây cũng bất bền lắm. Có khi bữa nay thì mà có tiền ngày mai cái máy hư cũng ở nhà. Vậy. Yeah. Ba vụ là cánh khác hay cánh này? Cũng nhiều cánh à. Dạ. Yeah. Còn cánh này thì hai vụ hả? À, cánh đây hai vụ, cánh là bên sông ba vụ mà nó bằng vòng vòng chứ đâu đi xa đâu. Mình theo chủ máy đều đâu đi đó. Dạ đúng rồi. Nay này mai phải đi xa lắm. Mà hằng nãy đi bằng vòng đây không à? Đúng rồi. Yeah. Không đi xa. Không dám đi xa ha. Dạ. Yeah. Tại em có ông chú làm máy cắt này ông đi tứ xứ chứ. Đi Trà Vinh, đi Sóc Trăng, đi Long An, đi nhà đúng không? Nắng hai đứa nhỏ quá. Dạ. Vô nhà đi anh. Dạ, dạ. Có cái nền đi lên mình mộ. Mà sao mà còn trong dữ anh? Phèn dữ lắm ha. Nước mà trong cái này là phèn dữ lắm rồi. Dạ. Hết biết trong vắt luôn. Hơn nước biển nữa. Hết gạo hả? Hết gạo luôn. À. Xô tóc mặt. Rồi, rồi ăn gì? Hai con ăn gì? Hết gạo rồi ăn gì? Mà tính đi đem cơm lên. Rồi mấy ngày nay là không gạo luôn hay là hết gạo bữa nay? Mấy ngày nay, hai bữa nay. Hết gạo mấy ngày nay luôn? Dạ. Rồi hết gạo con làm sao? Con cũng chính con dưới bãi sáu ăn cơm rồi. Sao con mua gạo? Con không biết gạo hả? Ủa rồi sao con không mua gạo nấu? Thì mẹ phải đi máy sơ cho nó con. Con đi máy cắt. Rồi cầm mà thấy biết nhà te rồi. Không có tiền mua gạo. Trời ơi. Hết gạo về cô ăn chứ không có tiền mua. Dạ. Hôm nay con không có đi làm hả? Hôm nay không có việc làm. Hết vụ cả tuần này. Ờ, à, hết vụ cả tuần này. Hết vụ rồi hết tiền gì? Luôn vậy? Con xuống ăn cơm với ké của Chính với Sáu. Mà thường ở nhà là hai anh em ăn cơm với gì? Ăn cơm với trứng vịt. À. Ủa con Mừng hết vụ thì mới hết vụ đây thì cũng còn tiền. Lấy vô cái bãi
Ấy làm gì? Con làm ngấn trước rồi mình đợt cha ăn chết rồi con xây hồng tiền cho xây cái mã. À, có nghĩa là ứng trước hả? Dạ, mấy cắt cho ứng tiền. À, ứng tiền trước, ứng tiền. À, là cho ứng tiền để làm cái mồ. Rồi khi mà mổ mồ mã xong thì làm phải dừng lại. Rồi làm tí, làm xong cái trắng tay luôn. Dạ, cái bữa luôn. Còn là 200 ngàn bạc mà nay 10 ngày. Rồi. Không đúng đâu. Bị anh em người con mới mới làm được vậy coi giả sử cái ông kia thấy vậy mà ông bấm tôn á ông ăn 100 ngàn tiền công à. À, lập toàn cái máy nhà mồ ha. Tại vậy đó, ở dưới em cũng có nhiều thợ làm cái thấy từ thiện khổ quá cái lấy ít tiền xíu. Đúng rồi. Chứ lấy nhiều con nghiệp đó. Cái nhà mình cái tấm tôn này có bộ như sức ra như chơi vậy. Cái này gió vũ lắm nè. Không có đài giữa vậy nè. Ừ. Nó vô đài giữa. Cái tấm đó đạp cái sức luôn á. Anh em ở đây nóng dữ không con? Dạ, nóng 1-2 giờ đó. 1-2 giờ nóng quá. Thôi chê. Là hai anh em chui dưới sàn quá hả? Chui dưới sàn nằm cái giống ấy, dưới sàn còn vậy. Ở dưới mép. Ở dưới mép là gió thổi. Nói chung nhà thì cây thì cũng còn tương đối. Con thì cũng còn được em. Được được, nhà này ở thì còn được. Nói chung được nhà nước tặng cái nhà quý lắm rồi. Quý lắm rồi đó. Chứ không có cái nhà này đâu có tiền đâu ạ. Mấy chục triệu. Tại cái sàn này cao mà. Cái sàn người ta cho tiền. Tại giá là ngon cho người ở đây người ta ăn cũng như người ta lấy tiền chút đỉnh với thôi. Dạ. Nếu tới thẳng tay không có tiền. Cũng như vừa làm vừa hỗ trợ. Dạ đúng rồi. Cũng như nhà nước cho rồi cho làm sớm cho nữa hả? Dạ, ở sớm người ta phải. À, người thấy. Cho cái cũ đường khúc đó đó. Ủa trước khi cất cái nhà này gỡ đâu? Đâu sao? À trước ha cái nhà ở dưới sông á. Ờ cái bé nhà bằng cây. Nhà xà cái trò rồi nhỏ. Nhà cây. Mà ngay là phần lá. Chỗ mấy cây. Trời ơi, cái nhà đó chắc thảm lắm mà. Mà đó đất từ ngày lại lỡ người tới đó. Nó ở nhà lá mát lắm, dưới sao mát lắm. Nàng trai, hai con đốt nhang cho cha mẹ, hai con nguyện gì vậy? Dạ, nguyện cho con với em còn mạnh khỏe, chứ nguyện cho cha con chưa hết gì trời. Con có nguyện cho mấy chú YouTube mạnh khỏe không? Dạ có. Con có nguyện cho hai con gì không? Nguyện cho cha mẹ phù hộ hai con gì không? Con phù hộ cho con mạnh khỏe là mang để nuôi em. À, chỉ nguyện vậy thôi, ước nguyện đơn sơ. Chất phát tật tài. Chú thì chú không có được nhiều nhưng mà có ít lòng nhiều quá ha. Chú có cái chích ra 50 ngàn cho quý vị và cho tên chia sẻ đến con để con mua gạo đi. Chú thì chú thấy củ gạo còn hết ha, rồi con mua gạo mua đồ ăn hai anh em ăn. Cảm ơn chú. Cảm ơn Mạnh Quân rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn Mạnh Quân. Tính cũng xin thay mặt cho gia đình của hai cháu xin chân thành cảm ơn mọi người cũng chúc tên đã chia sẻ tính số nguyện để chia sẻ đến những người khó khăn. Xin chúc cho Mạnh Thường Quân được thật nhiều sức khỏe, nhiều vui cũng như là luôn gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Rồi xin mời Linh Kha tiếp tục. Hôm nay mấy chú đến đây nãy giờ nghe cô với bác con chia sẻ cũng như là hai anh em chia sẻ thì hoàn cảnh của hai anh em thì rất là khó khăn. Hiện tại giờ thì cha mẹ cũng mất hết rồi, mà cái tuổi của con là đúng ra là cái tuổi này phải đi học nè, cha mẹ nuông chiều dữ lắm luôn ở hai đứa luôn, nhưng cái số mình không may mắn là mồ côi cha mẹ, cố gắng vượt qua hết con. Còn mà cái nghề con nếu mà con muốn học cái nghề gì đó thì hồi đó cũng cho số điện thoại rồi liên lạc với chú nha. Mà nếu có cái duyên gì mà cô chú Mạnh Thường Quân cứ giúp đỡ cho con có cái nghề thì chú sẽ lên ha. Còn hiện tại thì chú sẽ trích tiền quỹ ra giúp đỡ cho hai anh em để mua gạo cũng như là mua đồ ăn ha. Cô Lệ ở Mỹ 500 ngàn, cô Thảo Trương 500 ngàn, cô Yến Trần ở Mỹ 500 ngàn, cô Ca Thi Dung Trần ở Mỹ 500 ngàn,
cô Thảo Lê 500 ngàn, cô Châu ở Mỹ 500 ngàn. À, hồi nãy là hai anh em nó hết gạo phải không? Rồi cô Trang ở Na Uy tặng hai anh em 20 kg gạo và đường bột ngọt. Ha, thì gạo thì chú bỏ ngoài cốp xe chút xíu nữa thôi, hai anh em ra lấy ha. Đây, đây là 3 triệu, tổng cộng là 3 triệu. 1 2 3 4 5 6. Cảm ơn mấy cô chú Mạnh Hùng Quân. Con cảm ơn mấy cô chú Mạnh Hùng Quân trong nước và ngoài nước. Trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho anh em con. Cố gắng vượt qua nha con, tặng con chi dầu nè. Ha, giúp cục sao bóng. Tắm. Cảm ơn. Cho nhỏ cảm ơn đi con. Cảm ơn cô chú Mạnh Hùng Quân. Nãy hiền quá. Trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho anh em con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xem chị này nhớ cái chị của Tính, chị của bé Tính cũng chị bà con mà thương mấy chị em chú bà con vậy. Thì Minh Kha cũng như mấy anh em ở đây cũng như là gia đình của bé Nghĩa, rất là cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho hai bé. Thì hy vọng số tiền này cuộc sống của hai bé sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ mình có gạo ăn nè, mình có tiền mua đồ ăn rồi, nên đồng tiền này mình cũng phải xài cho nó đúng nha. Nói chung là con ở đây thì con ở gần bên ngoại, cũng không xa lắm, cũng ở gần bên nội, nên là nội ngoại gì nói phải nghe lời nghe, không có đi chơi cái tuổi này đó. Đúng ra là cha mẹ còn sống á là phải giữ lắm, phải tại vì tuổi này dễ bột bột lắm, nên là con phải nghe lời mấy bên nội bên ngoại nha, kể cả bé này luôn nha. Bây giờ đi ra xe lấy bộ gạo vô đi con. Nãy giờ trong thời gian mà mấy anh em ngồi hỏi chuyện với gia đình á thì được biết là bác rồi cô rồi chị gì nghèo không? Nghèo. Ai cũng đi làm thuê hết. Chị nghèo đâu có giúp gì được cho. Cho nên đâu giúp được nhiều đâu. Chị này đi ra làm hồ hả chị? Ăn bao gạo đi con. Trời ơi. Phụ nữ mà đi làm hồ chị này nè. Vậy đó hả? Giờ nghỉ rồi. Ủa sao kia nhắc? Tê giò. À ngồi lâu tê giò. Tê giò nha, giò giúp nó khớp các bạn. Nhỏ bột ngọt, nước tắm, đường. Rồi. Đây là của cô Trang đó con, Trang đó Quy. Rồi thôi tạm biệt gia đình ha. Dạ. Nếu có gì thì nói anh sẽ đáp. Cảm ơn anh luôn. Rồi. Rồi cảm ơn Kha với mấy chú dạ. Ngàn cảm ơn ha, có lòng vậy cũng cảm ơn. Thôi vậy cho nó cháu số điện thoại nữa. Giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn gì giúp đỡ. Thân nhà của cháu gì. Điện thoại của chú cho chiếc kênh đó. Cái phía trước tôi dán mục hết phải gỡ ra. Hôm đó nghe gia đình nói là khi đám tang thì có mượn của hàng xóm, rồi khi mà xong đám mới tháo ra trả rồi. Cảnh khó khăn gì cũng quá quý rồi. Cảm ơn chú con. Cố gắng vượt qua nha. Nó lớn lớn rồi, nó nhỏ xíu nó lớn lên. Rồi cố gắng ngoan nghe lời cô chú, cô bác nha con. Con quý lắm. Mà hai anh em mà ngủ như vậy thì nguy hiểm sợ. Chú phải đăng lên mạng để cho Mạnh Thường Quân biết để giúp đỡ con nữa. Nên là số tiền này người thân mình đi, con giữ lại 500 ngàn thôi. Chứ mà bằng đêm này cũng biết khi mà mấy chú đăng lên thì có, nói chung là cũng người thương cũng có mà người xấu cũng có. Con giữ đưa tiền cho con giữ làm cho. Nói chung thì số tiền này cũng không phải là lớn lắm con, nhưng mà trong lúc khó khăn mình quý lắm con hiểu không? Gửi bớt đi con. Đưa cần gì đó kêu cô đưa lại. Bây giờ con đưa cho con nghe lời chú, con đưa cho cô con 3 triệu đi, còn 500 ngàn con giữ lại mua đồ ăn. Còn gạo thì mình đã có rồi, cô Trang mới tặng. Không gạo là cô Chính nuôi nè phải không? Dạ. Thôi vậy đứa cháu gửi 3 triệu nghe. Dạ. Nó có chuyện xin đáp đưa chứ được hơn. Cần gì đó xuống lên. Dạ dạ. Cái nhà này men đồ ăn. Cái nhà này thì nó cũng đã, nói chung cái cửa nó không chắc chắn gì mấy, nên là mình cẩn thận tốt hơn. Tôi giữ cái nó cho em đi anh đỡ như nó ở đây rồi nó mất nó xài rồi vậy ha. Hết tiền cái gì cảm ơn chú đi. Rồi chào đại gia đình nha. Rồi cố gắng vượt qua đau khổ nha con. Cảm ơn Mạnh Hùng Quân. Rồi chào hết tất cả mọi người nhé. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Có gì nữa thì ghé nhà tôi ăn bữa cơm nha. Đây Đức Tính cũng xin khép lại video tại đây. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã chia sẻ yêu thương cho tất cả cháu. Cũng xin chia sẻ đến quý vị là số tiền này Đức Tính trích từ cái số quỹ của Mạnh Thường Quân này ở bên Minh Kha, mà thấy Đức Tính đi làm công tác từ thiện mà không có quỹ gì hết. Rồi cũng cứ cho bằng tiền nhà không, cho nên Thường Quân cũng nhờ Minh Kha gửi cho Đức Tính số quỹ để chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Thì Đức Tính cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chúc cho Mạnh Thường Quân cũng như tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người.